Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có dịp mình tham quan một vườn mai rất là khủng nha các bạn. Mình sẵn dịp mình quay lại chia sẻ video cho các bạn cùng xem với mình luôn. Vườn này, vườn mai này là hiện tại nằm bên cồn Ngũ Hiệp luôn các bạn. Nói chung bên cồn này còn xuất lại vườn mai mình thấy rất là khủng và khủng khủng nhất miền Tây luôn á. Nó có khoảng gần 100 mấy chục gốc nha bạn. Nói chung là hoành nó từ 70, 80, 90 các bạn ơi. Đủ thể loại. Mai tàn các bạn. Một xíu nữa mình sẽ quay hàng loạt cây ở phía sau cho các bạn xem luôn. Gốc này là mai sùi chảy các bạn. Gốc này mình có đo thử cái số hoành nó là cái này 7 mấy 80 các bạn. Mình đến ngay dịp gần Tết các bạn. Cái chủ nhân của vườn mai này là lặt lá hết rồi bạn, bông thì khỏi khỏi nói luôn bạn ơi, rất là nhiều. Tại cái bầu nó đứng hơi xa bạn, mình vô mình quay bộ đế không có không cho bạn thấy không được. Đây là mấy góc chiếc cửa nhà của chủ vườn các bạn. Bông trắng cây luôn bạn ơi, bộ đế hay bị bíp bạn. Một thân một cốt. Đầu sưng thì mình xem những cái đẹp bạn ơi. Nay mình sẽ quay những video nào mà về mai đẹp nhất các bạn cho các bạn xem. Cho hưởng may mắn đầu năm các bạn ơi. Anh em nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Bằng cách là cho mình một lượt like và một lượt đăng ký các bạn. Mỗi ngày mình sẽ phát sóng một video về mai khủng các bạn. Anh em nhớ đón xem nha. Từ lúc 18 giờ chiều hàng ngày đó. Vườn mai này lên tới là vài chục tỷ là bình thường các bạn. Mình chỉ quay mấy cây ở trước này cho bạn xem trước thôi. Một xíu nữa mình ra sau mình quay toàn bộ khu vườn ở sau cho các bạn xem. Mấy cái này là hoành khoảng 80 không các bạn. Tại mình quay nó không có cái gì để so sánh các bạn. Các bạn không hình dung được nó bự lớn hay nhỏ khi mình, tại lúc đó mình đứng ở đó mình mới hình tượng được bạn. Phải có vật so sánh mới biết được có bự cũng nhỏ bạn. Bông thì vàng cây luôn. Đa số trong vườn của cái vườn này mình ghé là toàn là mai tàn không các bạn. Nói chung chủ nhân cũng có ý định muốn bán đó bạn. Nhưng mà giờ số lượng nhiều quá, giờ nói chung là có nghĩa là tiếp anh em nào thiện chí đến để xem mà mua các bạn. Đây là chủ vườn các bạn. Chú rất dễ thương, rất nhiệt tình các bạn. Đây là cái gốc này là hoành 90 các bạn. Nụ thì khỏi khỏi bàn luôn bạn ơi. Này là đúng dịp Tết luôn á. Anh em nhớ từ từ theo dõi nha. Nói chung là rất là nhiều. Qua đây thì mình cũng xin cảm ơn một người anh Thái bạn ở Ngũ Hiệp. Anh đã anh rất đam mê mai các bạn. Nhà anh có cũng nhiều mai đó bạn, mà cũng rất là đẹp. Anh em nào mà đam mê thì mình xem trên kênh YouTube của mình Du Thắng các bạn. Có mình có để mấy clip của vườn mai của anh Thái đó, anh em tham khảo đi. Được giá thì mình alo với anh. Anh Thái rất nhiệt tình các bạn. Anh dẫn mình đi tham quan rất nhiều vườn và những gốc mai khủng nhất ở Cái Lậy bạn. Tết đến xuân về thì mình xin chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe nha các bạn, để mình tiếp nối đam mê mai vàng của mình nha các bạn ơi. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ kênh mình suốt năm qua bạn ơi. Nói chung là năm mới 2020 này mình sẽ cố gắng tìm kiếm thêm nhiều gốc mai khủng nữa. Mình sẽ quay lên chia sẻ cho các bạn xem. Anh em xem rồi nhớ ủng hộ mình các bạn. Mình sẽ cải thiện video nó càng ngày càng hay hơn nữa bạn ơi. Để cho các bạn xem nó đỡ chán hơn xíu bạn. Đây là gốc mai này mình thấy đế là hơi bị đẹp các bạn.
Nói chung chú chủ vườn rất là nhiệt tình các bạn, dẫn anh em mình tham quan tất cả các gốc luôn. Nói chung là ở đây là mang thiên nhiên hết toàn bộ, chưa qua chỉnh sửa các bạn. Bông thì bao đẹp, vườn này lên tới gần cả 100 gốc nha bạn. Anh em cứ từ theo dõi nha, mình quay nói chung mình lựa gốc nào đẹp nhất mình quay cho các bạn xem, và mấy gốc nào mà ấy thì nhiều thường thường các bạn mình sẽ lướt qua nhanh bạn, còn gốc nào mà đẹp đẹp mình sẽ ra quay chi tiết cho các bạn xem. Thấy bông cái gốc này rất đẹp bạn, cái thân nó cũng đế nó quái bạn, nói chung là mình, cái thân mình tạo từ nhỏ bạn. Mình thấy cái vườn này hơi bị khủng các bạn, từ lúc mình nuôi mai giờ bạn. Lúc trước mình có quay nhiều video bạn, nhưng mà vườn mai thì nói chung là nhỏ, chừng 50, 60, 70 để trở lại bạn. Nhưng mà đặc biệt mình vô cái vườn này là từ 80, 90 bạn, rất là nhiều, tổng cộng hàng trăm gốc bạn. Mình dẫn các bạn đi tha vòng vòng các bạn, tham quan, có nhiều gốc nó rất là quái các bạn. Đế nói chung là chú vườn này chú tâm đến đế bạn, đế với tàn với thân các bạn, một thân một cốt không à. Nói chung chọn những gốc mai rất là đẹp, mình thấy rất là ưng ý. Bên phía bên giải bên kia bạn có mấy gốc mai mà đế rất là dữ, nãy mình đi ngang mình thấy bạn, xíu nữa mình sẽ chở qua đó mình quay chi tiết cho các bạn xem. Có một gốc mai đế bục đùm bục kẹp các bạn, mình sẽ xíu nữa mình sẽ qua đó mình quay cho các bạn xem. Vườn này nè, vườn mai này là bán nha bạn. Nói chung là giờ không biết cây nào là giá chịu nhiêu, anh em nào thật sự thiện chí muốn mua, mình để số điện thoại của mình trên tiêu đề đó bạn, trên video đó, anh em cứ liên hệ với mình sẽ dẫn anh em đi mua tới tận nơi để xem xét những về vườn mai này. Gốc này hơi bị đẹp các bạn, nói chung là đế là lắp hết, nói chung toàn bộ một số là đế là chú lắp hết các bạn, không có phơi lên tại mình trồng ở nhà đó bạn. Bông thì nói chung là đặc sệt cây luôn, mình thấy gốc nào cũng vậy nha các bạn. Mình đến đang đúng dịp nó chỗ bông cây luôn mà, nói chung là chỗ nhưng mà chưa có gọn các bạn. Cái này mà nếu mà đến đúng ngày luôn á, đúng ngày là ngày Tết luôn mà, nó chỗ là nói chung là nguyên cái vùng này là vàng luôn mà. Có cây cũng khá hay nè, cây này dáng bay dáng lắc gì bạn, anh em cho mình nhận xét nha. Bông kẹo cây luôn bạn ơi, này chắc bông chùm luôn á, bông 5 đến 8 cánh. Cái thân là thân thiên nhiên các bạn. Đây nè. Chùm chùm luôn, nụ rất là to. Nói chung là mình trồng được một vườn mai mà nó cỡ này là không phải chuyện vừa đâu các bạn. Rất là công phu. Nếu mà anh em nào mà đam mê mai mà nói mà trồng cây mai là mấy bạn biết, nói chung là nó đẹp thì đẹp nhưng mà mình bỏ công cán rất nhiều bạn, xịt thuốc rễ phân, nói chung rồi mình chăm sóc tỉ mỉ rất tỉ mỉ bạn, để có một cây mai đẹp chơi. Anh em nào mình có cây mai cho rồi mình mới biết được cái sướng và cái cực các bạn. Nhiều khi có nhiều anh em lên rồi nói chung chủ vườn ta bán cây mai ta trồng cực khổ bạn, lên rồi nó ngắt bán rẻ bạn, thì cũng tội cho chủ vườn bạn ơi, ta trồng cây mai rất là cực, nói chung mình ta bán cái giá nhưng mà ta thấy hợp tình hợp lý cái sức công sức ta bỏ ra, khi người ta bán người ta cao giá vậy đó. Anh em nếu mà thấy xem nói mắc quá thì anh em có quyền trả giá lên xuống các bạn. Không thôi mình coi giá chủ vườn đưa ra muốn được thì mình có thể mình xem cho vui các bạn.
anh em xem rồi nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn. Mình xem cho vui mà đâu có mất mát gì đâu. Anh em xem rồi cho mình một lượt đăng ký để mình tiếp thêm nhiều động lực các bạn. Để mình tìm kiếm thêm nhiều gốc mai nữa, vườn mai, gốc mai khủng nữa mình chia sẻ lên cho các bạn xem. Gốc này một thân một cốt tàn rất đẹp nha các bạn. Nói chung mình đã tới tận nơi rồi, mình xem các bạn, mình thấy rất là khủng. Và anh em nào mà ví dụ mà mình có duyên mà mình đến mình tham quan vườn này đi, anh em chẳng muốn về luôn á. Nó rất là đẹp các bạn, đa thể loại. Thân tàn đế là nói chung là được chủ vườn chọn rất chăm chút bạn, lúc nào mình thấy cũng rất là VIP. Nói chung là mai lựa đó bạn, mai mình chọn lọc để mình trồng các bạn. Rất là nhiều nha các bạn. Mình sẽ chia sẻ hai video các bạn ơi. Tại vì rất là nhiều mình anh em nhớ đón xem phần 2 các bạn. Đây, còn nhiều, còn rất là nhiều clip bạn. Vườn này rất là rộng. Nói chung mình đếm không phỏng là cả trăm gốc bạn, hơn trăm gốc luôn á. Mà mai hoành từ 80, 90, 70 nói chung là đa loại bạn. Mai tàn. Anh em nhớ đón theo dõi video thứ hai của mình nha bạn. Lúc 18 giờ chiều các bạn. Gốc này đế theo chú sẽ đế bột cạp bạn. Anh em xem mà cho mình nhận xét có phải đế bột cạp không các bạn. Đây. Chú nói là đế bột kẹp. Bò cạp các bạn. Đó. Rất là đỉnh nha bạn. Mình sẽ đi chung quanh cho các bạn xem. Bộ đế nói chung là đều tất cả rồi bạn. Mình thì mình nghe chú nói là đây là nguyên con bộ cạp bạn. Còn anh em nào mà xem rồi cho mình nhận xét vậy để coi gốc mai này là hình ra hình con gì các bạn. Nói chung là mỗi người sẽ nhìn cách nhìn khác nhau bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn ở video tiếp theo vào lúc 18 giờ chiều ngày mai. Chào tạm biệt các bạn.